thịt mà các bạn mà ninh được như thế này thì các em bé này với lại các ông các bà bố mẹ của mình mà lớn tuổi rồi răng yếu rồi thì chỉ cần bọn mình thì cắn nhẹ thôi là đã ăn được rồi nè. Ăn với cơm rất là ngon này và ăn với bún cũng cực kỳ tuyệt vời. Chúc tất cả các bạn vào bếp làm thành công món thịt kho tàu nhé, hay là thịt kho trứng nhé. Nấu cho thật ngon này, cho gia đình mình được thưởng thức vào cái mùa dịch này nhé. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh ẩm thực 365 nhé. Hôm nay mình quay trở lại với các bạn là mình làm món thịt kho trứng này. Để làm được món thịt kho trứng thì nguyên liệu của mình hôm nay gồm có đây các bạn. Có 1,2 kg thịt ba chỉ này, mình đã rửa bằng nước muối thật sạch rồi các bạn. Ở đây thì mình có 10 cái trứng gà và trứng gà mình cũng đã luộc xong rồi nhé. Khi luộc trứng gà thì các bạn cho một tí muối vào này cho dễ bóc này. Mình có tỏi này, ớt này, hành. Và đây là gia vị của mình nè. Mình có 1 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm từ thịt, 2 muỗng mắm này, gần 1 muỗng cà phê bột ngọt và 1 muỗng cà phê tiêu. Bây giờ thì mình mời tất cả các bạn cùng với mình vào bếp làm món thịt kho nhé. Giờ mình tiến hành đập hành, tỏi này và cắt ớt luôn này. Đập xong rồi là mình băm nhuyễn nhé. Để mình ướp thịt và mình phi lên này. Hành, tỏi, ớt mình đã cắt băm xong các bạn nhé. Bây giờ đến tiết mục mình bóc trứng này. Trứng các bạn luộc xong rồi các bạn ngâm nước lạnh một tí nhé. Là bóc rất là dễ này. Và khi luộc trứng thì các bạn cho vào một tí muối. Thì lột rất là nhanh. Rất là dễ lột này. Đó. Luộc thì chừng khoảng 8 đến 10 phút là được thôi. Không cần phải để lâu tại vì mình còn kho nữa. Đấy. Đó, cứ thế là các bạn lột hết số trứng còn lại này. Trứng thì mình đã lột xong nè. Và mình chuyển qua cắt thịt nha. Đây, mình cắt thịt nè. Và cắt miếng lớn lớn một tí các bạn nhé. Tại vì mình cái này là mình hầm lâu á nên là thịt nó ngót là vừa này. Và thịt kho trứng thì thường thường là phải cắt như thế này các bạn. Thì ăn mới ngon được nè. Đấy. Thịt mình đã cắt xong nè. Và mình cho 1 muỗng muối vào thịt nè. Sau đó thì mình chần nước sôi này. Nước sôi thì mình đã nấu sẵn nhé. Mình chần thịt khoảng 1 đến 2 phút này. Sau đó mình rửa lại nước lạnh cho thật sạch. Rồi mình mới ướp gia vị được nhé. Khi thịt mà chần qua muối và nước sôi như thế này thì thịt sẽ hết tất cả các cái mùi tanh hôi của thịt này. Và bụi bẩn này. Mình ăn mình yên tâm hơn, miếng thịt nó ngon hơn, nó thơm hơn các bạn ạ. Đó. Mình đã rửa thịt lại bằng nước lạnh rồi này. Thì bây giờ là mình tiến hành ướp gia vị nhé. Đây là tiêu này. Đường. Bột ngọt. Hạt nêm. Và cuối cùng là mắm này. Ở đây là có ớt nè, ớt này là ớt trái lớn các bạn ạ, không có cay nhé, mình chỉ ướp vào cho đẹp thôi, hơi hơi cay cay một xíu à, chứ không có cay,
không có cay nhiều. Nhưng mà các bạn ăn được thì các bạn bỏ nhé, còn không ăn được thì thôi. Giờ mình đảo đều này, cho tất cả các cái gia vị ngấm vào thịt này, thì cái miếng thịt mình nó mới đậm đà, mới ngon được này. Không biết là ở chỗ các bạn như thế nào chứ, còn ở chỗ mình thì đi chợ rất là khó các bạn ơi. 3 ngày mới một được một cái phiếu để đi chợ này, phường phát phiếu các bạn ạ. Và đi chợ mà để mua được hơn 1 ký thịt mà tươi ngon như thế này thì cực kỳ là khó khăn này, phải đi thật sớm này. Và rau củ quả gì cũng thế, chỉ có chợ thì tất cả các chợ là đóng hết rồi, đóng cửa hết, chỉ có là Bách Hóa Xanh thôi, phải đi thật sớm thì mới còn. Như còn đi trễ là chẳng còn gì để mua hết á. Mình ở Nha Trang các bạn ạ. Nha Trang là phòng chống dịch tốt lắm nên là ai cũng tuân thủ hết. Rồi, đây là phần ướp thịt này, mình để một bên nhé. Sau đó thì đến trứng này. Khi cái trứng của mình đã luộc rồi nhé, nhưng mà mình muốn cho gia vị nó ngấm hết vào trứng này, thì mình lấy tăm này các bạn này. Đó, các bạn xăm như thế này này, xung quanh cái trứng như thế này này, cũng rất là nhanh các bạn ạ. Đó, như thế này thì tí nữa là gia vị này ngấm hết vào trứng này, ăn rất là ngon, đậm đà lắm. Thịt kho tàu thì rất là nhiều cách kho này, và mỗi người một cách kho khác nhau. Còn hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách kho này thì các bạn thử nhá, một lần kho thì xem nhá, giống như mình thử là ăn có ngon không nè. Đó, các bạn cứ thế là xem cho đến khi hết số trứng còn lại nha. Giờ là mình cho một muỗng dầu vào nồi rồi nè. Thì khi dầu nóng thì mình cho cái số hành tỏi còn lại này. Nó sau đó mình tao lên này, để cho vàng lên. Thì lúc đó mình mới bỏ thịt vào mình đảo được nè. Hành tỏi của mình là chuyển màu cánh gián rồi nhá. Thì mình cho thịt vào nè. Lúc này thì mình cho dầu điều vào các bạn nha. Mình cho 2 muỗng dầu điều vào nè. Dầu điều thì để tạo màu nhé. Còn các bạn mà không có dầu điều thì các bạn lấy đường các bạn thắng lên để làm màu cũng rất là đẹp này. Mình cho dầu điều vào sớm như thế này thì để mình tao với thịt này, cho dầu điều nó ngấm vào thịt thì để cái màu nó đẹp hơn này. Cái dầu điều này này mình tự thắng nên là mình kho thịt kho cá này hàng ngày, rất là ngon và rất là đẹp này. Rồi thì mình cho trứng vào luôn nhé, để mình đảo đều này, cho màu nó ngấm vào trứng này. Sau đó thì mình cho nước vào này, các bạn có nước dừa thì các bạn kho nước dừa nhé. Còn hôm nay thì mình kho bằng nước sôi thôi, hoặc là nước lạnh thôi. Đó, bây giờ ta mình đổ nước vào này. Sau đó là mình cho lửa vừa phải này, và mình ninh cho thịt nó mềm này. Và lửa vừa phải thì ninh nó lâu thì gia vị nó ngấm vào thịt này, và thịt nó nhừ này thì nó ngon hơn nhé. Đó, các bạn đợi mình nha. Thịt của mình cũng hầm được 30 phút rồi nè, và nước cũng cạn hơn là lúc bắt đầu mình đổ nước nhá. Lấp xấp mà lúc thịt này mà bây giờ cũng đã vơi xuống rồi nha. Nhưng mà chưa được đâu các bạn ạ, phải 30 phút nữa thì mới ok. Bây giờ cũng mềm rồi, nhưng mà thịt kho tàu thì phải rất là mềm này thì nó mới ngon. Mình cho vài quả ớt vào này. Đó, như thế này tí nữa ớt mềm thì ăn rất là ngon này. Còn bạn nào không ăn được ớt thì cứ để như thế này nhá. Nhìn cái nồi thịt của mình nó hấp dẫn hơn, nó ngon hơn này. Đó. Vậy là món thịt kho trứng của mình đã hoàn thành các bạn này. Rất là nhẹ nhàng, đơn giản này, rất dễ làm luôn.
nước bây giờ cũng đã gần cạn rồi này. Chỉ có để lấp tấp một ít để mình chan cơm thôi. Rất là mềm luôn này đấy. Mềm lắm luôn rồi đó. Đó, mình chỉ cần tách nhẹ là ra. Đấy, tách nhẹ là ra hai nửa hai đường luôn. Bây giờ mình múc ra tô nhé, là thưởng thức cho các bạn. Đây các bạn nha, nhìn thịt của mình nấu này, ngon ơi là ngon luôn á. Nè, đó, đó, mới chỉ đụng nhẹ thôi mà đã vỡ ra luôn á. Cái này mà ăn với cơm với bún thì tuyệt vời đấy. Các bạn thấy không? Rất chi là ngon. Đó, phải được thế này các bạn này. Thịt mà các bạn mà ninh được như thế này thì các em bé này với lại các ông, các bà, bố mẹ của mình mà lớn tuổi rồi răng yếu rồi thì chỉ cần bọn mình thì cắn nhẹ thôi là đã ăn được rồi nè. Ăn với cơm rất là ngon này, và ăn với bún cũng cực kỳ tuyệt vời. Bây giờ thì mình tạm dừng clip lại đây các bạn nha. Và mình chúc tất cả các bạn vào bếp làm thành công món thịt kho tàu nhé, hay là thịt kho trứng nhé. Nấu cho thật ngon này, cho gia đình mình được thưởng thức vào cái mùa dịch này nha. Mình cũng rất cảm ơn này tất cả các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi hết clip của mình này. Và các bạn xem kênh của mình mà các bạn thấy hay, thấy vui này, thấy có hữu ích thì các bạn nhớ nhé, hãy ủng hộ mình bằng cách là tặng mình một lượt đăng ký kênh này, và chia sẻ cho bạn bè, gia đình cùng xem và cùng làm. Tiện tay thì tặng mình một like, và các bạn cũng nhớ ấn cái chuông ở bên cạnh để xem cái tập mới nhất của mình. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video sau nhé. Thank you.